những cái điều về tứ niệm xứ, về vipassana, về bát chánh đạo này này, chúng ta thực hành nó trong đời sống, chúng ta học nó, chúng ta hiểu nó, chúng ta hành nó, để từ đó tham sân si mất dần đi và nó chuyển hóa thành giới định tuệ, là chúng ta thành công. Có thế thôi. Bây giờ chúng ta thử liên kết với cách mà chúng ta được thả vào cái thế giới này nhé. Một ngày đẹp trời, chúng ta từ đâu không biết, từ cõi giới nào không biết, từ súc sinh hay từ loài người hay từ các tầng trời chúng ta xuống, chúng ta không biết nha. Cái một ngày đẹp trời chúng ta chui ra, chúng ta chui vào trong một gia đình, rồi nửa năm, rồi 9 tháng 10 ngày sau chúng ta chui ra thành một cái đứa con trong gia đình họ. Đó, thế là chúng ta xuất hiện ở trên cái cõi giới này, chúng ta xuất hiện ở trên cái thế giới này. Vậy khi chúng ta xuất hiện ở trên cái thế giới này thì việc đầu tiên là phải hiểu cách vận hành của thế giới này, hiểu tấm bản đồ của thế giới. Cách vận hành của thế giới, đâu là tấm bản đồ của thế giới? Và khi hiểu tấm bản đồ thế giới thì đặt tiếp câu hỏi, quy luật gì chi phối cái tấm bản đồ này? Quy luật gì? Đó, thì ở đây các bạn để toàn bộ cái vũ trụ này này, nó được vận hành theo một quy luật là nhân duyên quả. Đức Phật gọi là lý duyên khởi, Đức Phật gọi là nghiệp, nghiệp nhân và nghiệp quả. Nên cái đầu tiên chúng ta phải nắm cái cơ cấu vận hành của cái xã hội này, của cái thế giới này, chính là nhân duyên quả. Đủ nhân đủ duyên hội tụ thì nó trổ quả, rồi nó dễ nhánh. Nó sẽ nhánh do cái nhân duyên đó, nó đi vào hướng thượng hay hướng hạ. Đi vào hướng thượng thì nó sẽ sang những cái nhánh tốt đẹp, đi vào hướng hạ nó sẽ rẽ vào những nhánh xấu ác. Vậy thôi. Rồi khi chúng ta sinh ra trên cái thế giới này thì chúng ta phải học, phải học hỏi, chứ làm sao mà hiểu được cái thế giới này được nha. Nên chúng ta phải học. Thế là chúng ta học thì học ai? Có ba đối tượng cần học, đó là thầy, sách và bạn. Rất nhiều đối tượng chúng ta có thể học được, nhưng đây là ba đối tượng quan trọng nhất. Chúng ta có 70 năm trên cuộc đời học rất nhiều thứ, nhưng hỏi đâu là những thứ quan trọng nhất thì không trả lời được. Những đối tượng bên ngoài nào quan trọng nhất đối với chúng ta? Chính là thầy hiền trí, tủ sách hay và nhóm bạn tốt. Trong kinh điển thì Đức Phật dùng chữ Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Ở đây tôi đơn giản hóa nó đi. Vậy chúng ta sinh ra lớn lên rồi lang thang trong cuộc đời, trong cái vũ trụ này, trong cái trái đất này, rồi chết thì chúng ta phải kết thân với ba đối tượng này. Rồi hiểu mình đang đứng ở đâu, điểm A. Hiểu mình đang đứng ở đâu trên cái cõi giới này, trên cái thế giới này. Thì hiểu mình đang đứng ở đâu, tức là mình phải hiểu được cái bên trong của mình. Bên trong của mình, cái tâm thức của mình nó như thế nào thì mình đứng ở cái cảnh đấy. Ba gốc đạo đức trí tuệ nghị lực của mình ở đâu, tham sân si mình ở đâu, thì nó sẽ ứng với cái điểm A đấy. Nó chính là nghiệp đấy. Thì Đức Phật gọi cái đó là cấu trúc ngũ uẩn. Năm ấm hay năm uẩn thì tùy sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta sinh ra trong một cái gia đình nào đó thì cái thân xác này sinh ra nó là sắc. Còn cái dòng chảy của nghiệp, dòng chảy của tâm thức, thọ tưởng hành thức á, là nó liên quan đến cái nghiệp đời trước của mình rất nhiều nha, cái dòng chảy đó. Và khi năm uẩn này nó vận hành hướng đến những điều tốt đẹp thì nó liên quan đến những tâm thiện, giới định tuệ. Nó hướng đến những cái điều xấu ác thì nó hướng về ba độc tố tham sân si. Vậy thôi. Vậy cái cấu trúc ba gốc và ba độc nó vận hành ở trong tâm của chúng ta, mà mình hiểu được cái cấu trúc này, sau đó mình nhìn vào tâm của mình nhận ra nó, mình định lượng được nó phần nào, tức là mình đang hiểu điểm A. Hiểu mình đấy. Hiểu mình rồi, rồi mình mới vạch lộ trình mình đi đến điểm B. Xác điểm A, xác định điểm A rồi giờ mình xác định điểm B. Cái đó là mình muốn đi về đâu. Với trình độ tâm thức như thế này, với trình độ của tham sân si và giới định tuệ bên trong mình nó như thế này, thì mình muốn tâm thức của mình đi về đâu?
muốn những cái trình độ nhận thức của mình đi về đâu. Đó. Thì cái này này, cái ba gốc ba độc, cái năm uẩn này này, Đức Phật dùng một cái danh từ là bản ngã, tức là cái tôi đấy, mình bị kẹt vô cái ngã của mình, nó sinh ra cái tôi, cái của tôi á. Và cái đích đến của chúng ta á, là chúng ta chuyển hóa ba độc, mất ba độc đi để còn ba gốc thôi. Ba độc mất hết, tức là bản ngã nó mất đi. Nó chỉ còn một cái trạng thái bản ngã nó nhỏ dần và tiến về vô ngã. Đó, như vậy là hiểu điểm B chính là vô ngã, tức là bản ngã nhỏ dần, tức là tham sân si nhỏ dần, để giới định tuệ nó được nở hoa. Trong kinh điển thì còn có một số đoạn ngài ghi là tứ vô lượng tâm, tức là bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ xả vô lượng. Từ bi hỷ xả nó phải đến vô lượng cơ thì nó mới đạt được cái đích đến nhá. Còn nó đang trong quá trình nó phát triển thì gọi là đang đi đúng đường. Đó. Rồi ngài gọi là minh. Trong 12 nhân duyên thì là vô minh đứng đầu. Thì muốn chiến thắng cái vòng tròn 12 nhân duyên của cái lý duyên khởi này này, mình muốn cắt đứt cái vòng tròn đó thì phải có minh. Minh chiến thắng vô minh là minh, ngài gọi chữ minh. Còn về mặt thần thông thì có lục thông. Thì trong lục thông đó có một cái thần thông cuối cùng là quan trọng nhất, là nó miêu tả về cái chữ minh này này, chính là lậu tận thông. Tất cả những cái xấu ác, tất cả những tâm bất thiện không còn tồn tại nữa, nên nó gọi là lậu tận thông. Đó. Thì đây là những tên gọi khác nhau thôi. Mà để chứng thực được cái vô ngã này thì kinh điển dùng một cái từ khác nữa, nó liên kết với nhau, gọi là tam pháp ấn. Tam pháp ấn tức là vô thường, khổ và vô ngã, nó liên kết với nhau. Mình phải chứng thực được nó, thực chứng được nó, thực chứng được về vô thường. Mình phải văn tư tu được với nó, chứ không phải chỉ có văn hoặc tư không, còn phải tu được với nó để thực chứng với nó. Đó. Thì khi mình thực chứng được cái quy luật vô thường, khổ và vô ngã này này, thì mình sẽ đạt được những cái trạng thái của lậu tận thông, của minh chiến thắng vô vô minh. Thì cái đó gọi là hiểu mình muốn đi về đâu. Xác định được điểm B đấy. Ở đây là điểm B, là điểm B tâm thức nha, chứ không phải điểm B vật lý đâu nha. Ở đây tôi vẽ trông có vẻ vật lý nha, nhưng mình phải hiểu đây là điểm B nằm trong tâm thức của mình. Cái số 5, hiểu con đường, lộ trình đi từ A đến B. Mình cố gắng mình hiểu A này, rồi cố gắng mình hiểu B này. Sau đó mình hiểu được cái lộ trình vạch ra từ A đến B. Thì cái lộ trình vạch ra từ A đến B này, Đức Phật gọi là tam vô lậu học, giới định tuệ, đạo đức trí tuệ nghị lực. Nhờ giới định tuệ. Mở rộng giới định tuệ ra thì là bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Một số thầy thì lại dạy trên nền của 10 ba la mật. Mở rộng ra thành 10 yếu tố thì thành 10 ba la mật. Mở rộng ra thành 37 yếu tố thì gọi là 37 phẩm trợ đạo. Nhờ thì tùy. Các bạn dùng cái từ nào cũng được, nhưng bản chất nó là một. Nhiều cách thức khác nhau để mình cùng đi trên cái lộ trình này. Nhưng bản chất là ba gốc giới định tuệ, hay bát chánh đạo, hay 10 ba la mật, hay 37 phẩm là giống nhau. Rồi, mình vạch được lộ trình rồi, nhưng con đường đi từ A đến B này, con đường xa vạn dặm, dễ gì mà đi được ngay. Vậy khi chúng ta đi, ổ gà và những cám dỗ, những khó khăn trở ngại, những cám dỗ trên đường đi là gì? Vậy mình phải hiểu những khó khăn trở ngại, những cám dỗ trên đường đi. Thì những khó khăn trở ngại, những cám dỗ trên đường đi, Đức Phật định nghĩa luôn cho chúng ta, chỉ luôn cho chúng ta, đó là tham sân si là những cám dỗ. Năm chướng ngại, trong hành thiền nó có năm chướng ngại, cũng là những cám dỗ. Mười kiết sử là những cám dỗ. Mười kiết sử nha, là những cám dỗ. Và tất cả những tâm xấu ác, nó mở rộng ra, nó thành tất cả những tâm xấu ác, đều là những cám dỗ. Và nó gây ra những cản trở trong lòng chúng ta, để chúng ta không đi được đến điểm B. Chúng ta đi nửa vời, chúng ta quay về, chúng ta cứ lòng vòng, chúng ta lạc đường. Mà lòng vòng lạc đường thì Đức Phật gọi là luân hồi. Luân hồi nó bản chất là đi lòng vòng thôi, không ra được, cứ đi vòng qua vòng lại, vòng qua vòng lại, thì gọi là luân hồi. Nha, vậy đây là khó khăn trở ngại này, tham sân si này, năm chướng ngại này, mười kiết sử. Cái chữ kiết sử mà mình dịch ra, kiết là nó trói mình lại,
kiết là nó cô đọng lại, giống như các bạn bị đi kiết lỵ đó nha. Và sử là nó sai sử mình, sử là nó sai sử, nó sai khiến mình. Như vậy là nó đọng lại ở trong tâm của mình, rồi nó sai sử mình, nó trói buộc mình. Nên 10 kiết sử là 10 cái yếu tố mà nó bị cô đọng ở trong tâm của mình, rồi một ngày nó sai sử mình. 10 yếu tố mà nó trói mình lại, rồi nó sai sử mình, thì gọi là 10 kiết sử. Thì nếu đơn giản hóa 10 kiết sử thì gọi là ba độc tham sân si nó trói mình lại. Tham sân si nó trói mình lại. Còn nếu mà co lại một từ thôi, không dùng chữ tham sân si, thì Đức Phật dùng chữ bản ngã. Dùng một chữ khác, chữ bản ngã là chữ gì? Là chữ vô minh. Vô minh nó trói mình lại. Nha, vô minh nó trói mình lại. Đó. Nên đây chúng ta là tù nhân của tâm thức là ở mục số 6 này. Chính những khó khăn trở ngại này, nhưng nó ở bên trong mình. Nên nó, chúng ta là tù nhân của tâm thức đấy. Nha. Rồi, hiểu được con đường đi từ A đến B rồi, hiểu được khó khăn trở ngại trên con đường này rồi. Rồi, muốn đi thì phải học. Học lái xe, học cách đi. Đi xe đạp phải học cách đạp xe. Đi xe máy phải học cách chạy xe. Đi xe hơi thì cũng phải học cách chạy xe, rồi còn phải đi lấy bằng nữa. Nên chúng ta phải học cách lái xe, tức là chúng ta phải có môi trường rèn luyện cho nó đúng. Phải có người rèn cho nó đúng thì mình mới dễ đi đúng được, còn không là mình đi sai. Thì những cái khóa rèn luyện đó gọi là những khóa thiền tứ niệm xứ, những khóa thiền Vipassana 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày. Nha. Rồi, các bạn nắm được những khóa thiền tứ niệm xứ, nắm được những cái khóa thiền Vipassana tương đối cứng rồi, các bạn hiểu được cái lộ trình của bát chánh đạo rồi, các bạn tập về tập áp dụng dần. Tập áp dụng dần. Thì đấy chính là các bạn đang học cách lái xe, đang rèn luyện chính mình đấy. Để rồi một ngày đẹp trời các bạn rời khỏi cái nơi học, các bạn bước vào trong cuộc sống, thì thực tế mỗi ngày chúng ta đều phải đi trên con đường đó. Chúng ta đều phải lái xe trên đường. Vậy thay vì chúng ta lái xe lạc đường, chúng ta cứ lái đi từ A đến B, đi từ A đến B. Đi hết cuộc đời, đi từ đời này sang đời khác, cứ đúng từ A đến B thôi. Thì một ngày đẹp trời nó sẽ chạm được đích đến, nó sẽ đạt được cái trạng thái của cái điểm B. Tức là chúng ta thực hành những cái điều về tứ niệm xứ, về Vipassana, về bát chánh đạo này này trong đời sống. Chúng ta thực hành nó trong đời sống, chúng ta văn tư tu với nó, chúng ta học nó, chúng ta hiểu nó, chúng ta hành nó, để từ đó tham sân si mất dần đi, và nó chuyển hóa thành giới định tuệ là chúng ta thành công. Có thế thôi. Chúng ta chuyển hóa vô minh thành minh là chúng ta thành công. Đó. Chúng ta chuyển hóa từ bản ngã thành vô ngã, thế là chúng ta thành công. Đó. Thì đó, tôi miêu tả sơ bộ để chúng ta liên kết lại từ cái vấn đề một bạn từ quê lên Sài Gòn qua 8 bước như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta cũng là một người nhà quê hoặc một người hành tinh nào đó được thả vào cái trái đất này, thì cũng qua 8 bước đó, nó y thế. Dùng ngôn ngữ đời thường, xong đó chuyển thành ngôn ngữ Phật giáo. Sau đó các bạn lấy những ngôn ngữ Phật giáo này, các bạn tra trên Google, chịu khó đọc, thì các bạn sẽ hiểu nó là cái gì. Các bạn học đúng 8 yếu tố này, thế là xong, thế chứ gì đó. Có gì đâu mà lằng nhằng. Nếu bạn biết các vị thầy có những chia sẻ bổ ích cho tâm thức cộng đồng, hãy kết nối với chúng tôi để chấp cánh cho những điều tử tế bay xa bạn nhé.